cập nhật trưa ngày 27 tháng 11. Hằng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Trong bản cập nhật trưa nay, quân sự mở xin chuyển đến quý vị các thông tin mới nhất và đáng chú ý sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên là thông tin Ukraine phá hủy đoàn xe quân sự Nga trị giá 11 triệu đô la. Trang tin Defense Express của Ukraine ngày 27 tháng 11 cho biết, Nhóm tác chiến chiến lược Khotysia mới đây đã phá hủy đoàn xe quân sự lớn của Nga, lợi dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phía Nga lên kế hoạch phá vỡ vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine, nhưng phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và tàn khốc từ Kyiv. Cuộc tấn công bắt đầu bằng nỗ lực vượt qua kênh đào Siversky Donetsk-Donbass. Ukraine đã bố trí các rào chắn mìn vô hiệu hóa tới 30% thiết bị của đối phương đang tiến công. Sau đó, UAV và pháo của Ukraine nhắm vào các lực lượng còn lại, ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công. Trong số những tổn thất mà phía Nga phải chịu, có 7 xe chiến đấu bộ binh BMD-4. Việc phá hủy các thiết bị này trị giá hơn 11 triệu đô la, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào quân Nga. Nhóm tác chiến chiến lược Kortisi nhấn mạnh hiệu quả của việc kết hợp các bãi mìn, pháo binh và các cuộc tấn công bằng UAV trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy, bảo đảm rằng nhân sự và thiết bị của đối phương bị vô hiệu hóa trước khi chúng có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp. Nối tiếp là thông tin, Nga tăng tốc tiến quân vào miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược năm 2022, các nhà phân tích và blogger về chiến tranh cho biết vào ngày thứ Ba 26 tháng 11. Quân đội Nga đã càng quét qua nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine vào đầu năm 2022 trước khi bị đẩy lùi về phía Đông và phía Nam. Chiến tuyến dài 1.000 km, phần lớn vẫn giữ nguyên trong 2 năm, cho đến khi có những bước tiến nhỏ bắt đầu vào tháng 7. Cuộc chiến đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất khi Moscow đang triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine và Kyiv sử dụng tên lửa do phương Tây viện trợ để tấn công vào bên trong nước Nga. Nga đã lập kỷ lục mới hàng tuần và hàng tháng về quy mô chiếm đóng lãnh thổ ở Ukraine, nhóm tin tức độc lập của Nga Agence cho biết trong một báo cáo. Theo trang tin này, quân đội Nga đã chiếm được gần 235 km vuông ở Ukraine trong tuần qua, một kỷ lục trong tuần trong năm 2024. Trích dẫn dữ liệu từ nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, Agenspo báo cáo thêm rằng lực lượng Nga đã chiếm được 600 km vuông vào tháng 11. Ông Pasi Parainen, nhà phân tích quân sự của Blackbird Group, Phần Lan, chất dẫn dữ liệu cho biết, lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 667 km vuông trong tháng này. Con số này có thể bao gồm một số bước tiến trong tháng 10 được ghi nhận chậm trễ. Các quan chức quân sự Ukraine xác nhận tình hình ở phía đông hiện đang tồi tệ nhất trong cả năm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, lý do là sự chậm trễ trong việc trang bị cho các lữ đoàn, một phần là do Quốc hội Hoa Kỳ mất nhiều thời gian để phê duyệt viện trợ cho Kyiv. Ukraine cho biết cuộc tấn công của tên lửa Oresnik vào thành phố Dnipro vô hại. Oresnik, tên lửa đạn đạo mới do Nga bắn vào thành phố Dnipro của Ukraine tuần trước, mang theo nhiều đầu đạn nhưng không có thuốc nổ và gây ra thiệt hại hạn chế, hai nguồn tin cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết. Nguồn tin đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về vũ khí mới của Nga khi các chuyên gia phương Tây cố gắng tìm hiểu về những gì mà các quan chức Hoa Kỳ cho là một tên lửa tầm trung thử nghiệm. Tên lửa đạn đạo tầm trung thường được sử dụng cho các cuộc tấn công hạt nhân tầm xa vào các mục tiêu cách xa hàng ngàn km. Hãng thông tấn Reuters ngày 27 tháng 11 trích dẫn một trong những nguồn tin cho biết tên lửa Oresnik của Nga mang theo đầu đạn giả và mô tả thiệt hại gây ra là khá nhỏ. Trong khi đó, nguồn tin thứ hai tiết lộ, trong trường hợp này, tên lửa không có thuốc nổ, không có loại vụ nổ nào như chúng tôi dự đoán, có thứ gì đó nhưng không lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow đã thử nghiệm thành công khi tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik, một doanh nghiệp tên lửa và quốc phòng tại thành phố Dnipro của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu. Ông Putin nói thêm rằng, Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm Oresnik trong chiến đấu và đã có sẵn một kho vũ khí để sử dụng. Trong khi đó, Kyiv cho biết, Ukraine đã và đang nỗ lực phát triển các hệ thống trên không để chống lại vũ khí này. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, Nga có thể chỉ sở hữu một số ít tên lửa này mà các chuyên gia phương Tây cho rằng có vẻ như được phát triển từ tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubes. RS-26 được báo cáo có tầm bắn hơn 5.000 km, mặc dù quãng đường tên lửa tấn công trực tiếp Ukraine từ vùng Azov của Nga bay chỉ vào khoảng 700 km theo giới chuyên gia việc loại bỏ thuốc nổ trong phương tiện tái nhập bộ phận được che chắn nhiệt của tên lửa mang đầu đạn sẽ nhường chỗ cho các cảm biến mà quốc gia thử nghiệm thiết kế tên lửa có thể sử dụng để đo lượng hiệu suất chưa rõ liệu đầu đạn của Nga có mang theo thiết bị như vậy hay không Tôi cho rằng đây là một cách cực kỳ tốn kém để mang lại thứ có lẽ không gây ra nhiều sự hủy diệt như vậy, ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California cho biết. Mỹ nâng cấp lực lượng tàu ngầm hạt nhân có nhiệm vụ theo dõi Trung Quốc Hoa Kỳ đã nâng cấp sức mạnh hải quân để ngăn chặn Trung Quốc bằng cách triển khai một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến đến một tiền đồn chiến lược quan trọng ở Thái Bình Dương. USS Minnesota, tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, cùng với khoảng 140 thủy thủ đã đến căn cứ mới của họ tại căn cứ hải quân Guam vào thứ ba ngày 26 tháng 11. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, họ đã bố trí các đơn vị có năng lực nhất để phản ứng nhanh chóng và ngăn chặn hành vi xâm lược ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Minnesota dài khoảng 115 m nặng 7.800 tấn, được trang bị 25 ngư lôi và 12 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, sẽ là tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên đồn trú tại Guam. Trong một tuyên bố vào thứ ba, Hải quân Hoa Kỳ tiết lộ rằng số lượng tàu ngầm tấn công nhanh có mặt tại căn cứ ở Guam đã tăng từ 1 lên đến 5 và hạm đội bao gồm 4 tàu ngầm lớp Los Angeles thế hệ cũ bên cạnh con tàu mới được điều đến. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng lực lượng hải quân và mở rộng các hoạt động xa bờ hơn. Quân đội Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 370 chiến hạm và tàu ngầm, bao gồm 6 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo trang tin Newsweek, quân đội Hoa Kỳ tiếp tục nâng cấp lực lượng hải quân để duy trì sự thống trị trên biển ở phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả việc triển khai thêm một tàu khu trục được trang bị vũ khí laser, cũng như một hàng không mẫu hạm được trang bị tiêm kích tàng hình F-35 tại Nhật Bản, đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ. Guam, lãnh thổ cực Tây của Mỹ, cách eo biển Đài Loan vào vùng biển tranh chấp của biển Hoa Đông và biển Đông, 2.400-2.700 km khắp nơi đây trở thành nơi tập trung lý tưởng để triển khai sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ, mặc dù nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm xa của Trung Quốc. Tàu ngầm lớp Virginia được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 2000, có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu nổi, tấn công cũng như tình báo, giám sát và trinh sát. Sự hiện diện của tàu chiến này sẽ tăng cường năng lực hoạt động của chúng tôi và củng cố hơn nữa các nỗ lực săn đe trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đại úy Neil Stay Hassan, chỉ huy hạm đội tàu ngầm 15 cho biết. Ông Brian Hurst, thành viên của dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từng nói với Newsweek rằng, các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc biết rằng hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ có thể là mối đe dọa lớn đối với hạm đội của Trung Quốc. Ông lưu ý rằng, mặc dù Trung Quốc đang đầu tư vào hầm đội tàu ngầm và khả năng tác chiến chống tàu ngầm, nhưng vẫn còn khoảng cách năng lực đáng kể trong lĩnh vực này khi so sánh với Hoa Kỳ. Rung rẫy về Liên minh AUKUS, Trung Quốc cảnh báo New Zealand không được tham gia. Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand, ông Vương Tiểu Long cảnh báo nếu New Zealand tham gia vào nhóm an ninh AUKUS, thì chắc chắn sẽ có hậu quả tiêu cực đối với mối quan hệ của nước này với Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh New Zealand được phát hành vào thứ tư ngày 27 tháng 11, ông Vương Tiểu Long đã bày tỏ mối lo ngại đáng kể về hiệp ước an ninh ba bên giữa Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ông Vương nói, AUKUS đòi hỏi phải chuyển giao vật liệu hạt nhân cấp vũ khí từ một quốc gia có vũ khí hạt nhân sang một quốc gia không có vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu điều đó được phép xảy ra, nó sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính toàn vẹn của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trước đây New Zealand tuyên bố rằng họ đang thu thập thông tin về hợp tác trong tương lai với nhóm AUKUS nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Một tuyên bố chung từ Úc, Anh và Hoa Kỳ vào tháng 9 cho biết, họ đang thẩm vấn với New Zealand, Canada và Hàn Quốc để xác định khả năng hợp tác về các năng lực tiên tiến theo giai đoạn thứ hai của AUKUS. AUKUS là hiệp ước phòng thủ hai giai đoạn được Hoa Kỳ, Anh và Úc thành lập vào năm 2021 như một phần trong nỗ lực đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giai đoạn đầu tiên hay còn gọi là trụ cột 1 của AUKUS có mục tiêu cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc, trong khi trụ cột thứ hai tập trung vào việc cung cấp các năng lực tiên tiến và chia sẻ công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Khi được hỏi về hậu quả kinh tế tiềm tàng nếu New Zealand tham gia trụ cột 2, Ông Vương nói rằng, điều đó chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ. Lòng tin là một trong những thứ quý giá nhất, nhưng cũng là một trong những thứ mong manh nhất. Có thể mất nhiều năm để xây dựng, nhưng có thể chỉ mất vài giây để phá hủy. Lãnh đạo đảng lao động Chris Hipkin nói với Morning Report rằng, chính sách đối ngoại của New Zealand cần phải dựa trên lợi ích của nước này, không nên để Bắc Kinh, Washington hay Canberra quyết định. Tuy nhiên, ông Hipkin có thái độ hoài nghi với Liên minh AUKUS. Ông không tin rằng việc ký kết thỏa thuận sẽ có lợi cho New Zealand. Ông Trump có thể đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đối ngũ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang thảo luận về việc theo đuổi các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hy vọng một đồng thái ngoại giao mới có thể làm giảm nguy cơ xung đột vũ trang. Hãng thông tấn Reuters ngày 26 tháng 11 trích dẫn hai nguồn thảo tin cho biết. Một số người trong đội ngũ của ông Trump hiện thấy tổng thống đắc cử đang tiếp cận trực tiếp để xây dựng mối quan hệ dựa trên những gì đã tồn tại, vì nhiều khả năng nó có thể sẽ phá vỡ sự lạnh nhạt với ông Kim. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về chính sách vẫn đang diễn ra và ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng nào. Không rõ liệu nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ đáp lại ông Trump như thế nào. Chính quyền Triều Tiên đã phớt lờ Tổng thống Mỹ Joe Biden suốt 4 năm. Trong đó, Washington đề nghị đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết. Ông Kim đã mở rộng kho vũ khí tên lửa, đồng thời thắt chặt quan hệ với Nga trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, ông Trump đã có 3 cuộc gặp với ông Kim tại Singapore, Hà Nội và tại biên giới Triều Tiên đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đặc trưng đến quốc gia này. Tuy nhiên, ngoại giao của họ không mang lại kết quả cụ thể nào, ngay cả khi ông Trump mô tả tích cực về các cuộc đàm phán. Washington kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi ông Kim yêu cầu giao bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt, sau đó lại đưa ra những lời đe dọa mới. Không rõ nỗ lực ngoại giao mới sẽ mang lại kết quả gì. Một mục tiêu ban đầu của ông Trump là tái lập sự tham gia cơ bản, nhưng các mục tiêu chính sách tiếp theo hoặc một mốc thời gian chính xác vẫn chưa được thiết lập, theo các nguồn tin. Ngoài ra, vấn đề này có thể bị xếp sau những lo ngại cấp bách hơn về chính sách đối ngoại ở Trung Đông và Ukraine. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa công khai đề cập đến việc ông Trump tái đắc cử, còn ông Kim đã nói trong tháng này rằng Mỹ đang gia tăng căng thẳng và khiêu khích. Tuần trước, Tổng thống đắc cử Trump đã bổ nhiệm một trong những người thực hiện chiến lược ban đầu về Triều Tiên là Alex Wong, làm phó cố vấn an ninh quốc gia của ông, là phó đại diện đặc biệt về Triều Tiên. Ông ấy đã giúp đàm phán hội nghị thượng đỉnh của tôi với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Trump cho biết trong một tuyên bố. Nhóm ông Trump ký biên bản với Nhà Trắng để chính thức hóa quá trình chuyển giao. Ngày 26 tháng 11, nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo rằng họ đã nhất trí về một biên bản ghi nhớ với Nhà Trắng cho phép chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn nội các mới, Tổng thống đắc cử Trump đang bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển giao quyền lực bằng cách ký biên bản ghi nhớ với Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden. Chánh văn phòng của ông Trump, bà Susie Wiles, cho biết trong một thông cáo báo chí. Sự tham gia này cho phép những người được đề cử vào nội các của chúng tôi bắt đầu các công tác chuẩn bị quan trọng, bao gồm triển khai các nhân sự đến các bộ và cơ quan và hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự. Theo đội ngũ của ông Trump, quá trình chuyển giao sẽ không sử dụng tiền của người nộp thuế phù hợp với cam kết của tổng thống đắc cử nhằm tiết kiệm tiền mà người nộp thuế rất khó khăn mới kiếm được. Trong những tuần gần đây, ông Trump đã phải đối mặt với một số chỉ trích từ Đảng Dân chủ vì không đồng ý với bản ghi nhớ sớm hơn. EU thảo luận trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia sản xuất drone cho Nga. Các đặc phái viên của Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 15 vào hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 11, bao gồm cả các tàu chở dầu của Nga và các công ty Trung Quốc tham gia sản xuất drone cung cấp cho Moscow. Tổng cộng có 29 thực thể và 54 cá nhân được liệt kê để thêm vào danh sách trừng phạt hiện đã có hơn 2.200, bao gồm việc cấm đi lại cũng như đóng băng tài sản trong EU. Đề xuất đưa thêm 48 tàu chở dầu vào danh sách là một phần trong nỗ lực của các đồng minh phương Tây nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Gói trừng phạt thứ 16 dự kiến sẽ thắt chặt các hạn chế đối với khí thiên nhiên hóa lỏng LNG của Nga và mở rộng việc sử dụng điều khoản không có Nga nhằm cấm công ty con của các công ty EU tại các nước thứ ba tái xuất một số hàng hóa nhất định sang Nga. EU cũng muốn gây sức ép lên các tổ chức tài chính giúp Nga lách các hạn chế của phương Tây phù hợp với động thái mà Washington đã thực hiện vào đầu năm nay cập nhật trưa nay đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị